Nga xem xét khả năng máy bay chở ông trùm Wagner bị tấn công. Điện Kremlin cho biết, cơ quan điều tra đang xem xét mọi khả năng liên quan đến vụ tai nạn máy bay chở lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, rõ ràng có những kịch bản khác nhau đang được cân nhắc, ví dụ một hành động hung ác có chủ ý, hãy chờ kết quả điều tra. Theo ông, cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay do các điều tra viên Nga thực hiện và không có sự tham gia của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, ông trùm tập đoàn đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã được an táng tại nghĩa trang Porokhovsky ở thành phố Saint Petersburg hôm 29 tháng 8. Lễ tang của ông Prigozhin đã được tổ chức với sự có mặt của người thân cùng nhiều bạn bè thân thiết. Vị trí của ngôi mộ thủ lĩnh Wagner nằm ở nghĩa trang Porokhovsky và nhóm truyền thông của ông tuyên bố rằng mọi người đều được chào đón đến thăm mộ ông Prigozhin. Một số hình ảnh được truyền thông Nga đăng tải đêm ngày 29 tháng 8 cho thấy ông Prigozhin đã được chôn cất gần nơi an nghỉ của cha ông. Xung quanh mộ của ông có treo một số lá cờ Nga và cờ của lực lượng Wagner.